Chào đón quý vị quay trở lại với Let's Style Nàng Cùng Phong Cách. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề mà tôi nghĩ rất là nhiều người quan tâm, đó là phụ nữ và sự độc lập. Và cùng trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chị Diệu Hiền và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chị Diệu Hiền có thể giới thiệu thêm về công việc và cuộc sống của chị hiện tại như thế nào để khán giả có thể hiểu hơn được không ạ? Hiện tại thì chị đang điều hành một cái spa chuyên về trị liệu chăm sóc da cho phụ nữ cộng với lại giảm béo. Và cái công việc thứ hai của chị là giám đốc điều hành của công ty chuyên về phân phối các mặt hàng của Nhật Bản chuyên về sức khỏe. Một mình chị đã cùng một lúc điều hành hai công việc, có thể nói là một người phụ nữ rất là tham công tiếc việc. Không biết là đối với chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là phụ nữ và sự độc lập thì suy nghĩ của chị như nào, quan điểm của chị ra sao về vấn đề này ạ? Quan điểm của cái sự độc lập đối với Hiền ngay tại thời điểm này, thứ nhất là vì mình yêu bản thân mình, muốn có một cái cuộc sống theo cái ý của mình mong muốn, nên là mình tập trung vào cái chuyện là phải độc lập để mình giúp được cho mình hạnh phúc hơn với cái lựa chọn của mình. Và không biết là với anh Hiếu Anh thì sao ạ? Một người đàn ông thì nghĩ thế nào về sự độc lập của một người phụ nữ ạ? Khi mà nói đến cái chữ phụ nữ độc lập ấy, thì tôi lại nhớ lại một câu chuyện. Khi mà bọn tôi đang đi dạy với cả tất cả các bạn về thiết kế thời trang ấy, thì bao giờ cũng phải trải qua khóa học về lịch sử. Cả một cái quá trình của thời trang phát triển cũng chỉ muốn nói lên là sự độc lập của phụ nữ mà thôi. Nghĩa là trước đây người phụ nữ ở nhà sinh con, nhiệm vụ của họ không có gì. Chúng tôi hay mô tả những con búp bê để đẹp, để trưng dụng ở trong nhà, phải làm những công việc nội trợ gia đình, đứng ở đằng sau tất cả mọi thứ. Và cho đến tận đầu thế kỷ 20 thì họ mới chính thức được công nhận là có quyền giống như những người đàn ông, được đi làm, được lên tiếng nói của mình. Trong đầu tôi sẽ nghĩ đến là người phụ nữ quá khổ. Đến mãi đến tận đầu thế kỷ này họ mới có quyền độc lập của mình. Và bây giờ tất cả những người phụ nữ hiện đại thì luôn luôn mong muốn có một cái phong cách sống là phong cách sống độc lập. Tôi nghĩ vậy. Tôi thì đồng tình với quan điểm của anh Hiếu Anh, và tôi cũng muốn bổ sung một chút, đó là không chỉ ở trên thế giới mà ở ngay cả Việt Nam chúng ta cũng càng ngày thì phụ nữ cũng càng muốn được khẳng định chính mình này, và cũng có quyền lợi, cũng có tiếng nói. Có những người thì họ lựa chọn cách sống độc lập, và có những người thì họ phải độc lập để tồn tại, để sinh tồn. Thì không biết là chị Diệu Hiền trong trường hợp nào? Chúng tôi đều thực ra là đối với Hiền thì là Hiền bị lựa chọn hoàn cảnh độc lập. Ngay từ bé thì là Hiền đã được mẹ gửi vào chùa. Lý do vì lúc đó mẹ đơn thân, một mình ba con, đi kinh doanh xa Hà Nội, Sài Gòn để buôn bán. Nên tới cái 7 tuổi thì Hiền mới được trở về với mẹ, là người thầy đó mất. Khi Hiền nhận thức được cái điều rằng là mẹ mình đang rất là vất vả, thương mẹ lắm. Mẹ cũng có một cái gánh muốn bò bán ở chợ, cho nên là cứ buổi sáng hoặc là những cái ngày nghỉ thì tranh thủ buổi sáng dậy là ra dọn hàng giúp mẹ, rồi bưng bê, rồi rửa chén. Thì từ những cái công việc đó mình cảm thấy là mình cần phải làm cái gì đó để mình thay đổi cái cuộc sống của mình. Để làm gì? Để giúp cho mẹ, giúp cho bản thân mình được tốt hơn. Hiện tại với Hiền thì cũng là đơn thân và ba đứa con, cho nên là cái việc nỗ lực của bản thân mình không phải là vì bản thân mình nữa, mà có khi là vì các con. Tôi thì cũng giống như nhiều người đàn ông khác, tôi nghĩ là những người phụ nữ độc lập thì chắc hẳn là họ rất là mạnh mẽ, và họ sẽ có một cái ngoại hình gì đấy nó hơi lạnh lùng hơn một chút. Họ độc lập về kinh tế, cảm xúc và cả suy nghĩ. Và để làm sao họ có thể sống một mình mà không cần phải phụ thuộc vào ai, không bị lệ thuộc vào điều gì, thì tôi rất là khâm phục những người phụ nữ như thế. Và ngày hôm nay thì là trong chương trình là Let's Style Nào Cùng Phong Cách, thì chúng ta đã nói về cách phong cách để sống rồi, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhiều hơn nữa về phong cách thời trang của những người phụ nữ độc lập. Anh Hiếu Anh là người mà có rất là nhiều kinh nghiệm về thời trang, thì theo anh hình mẫu như thế nào để mô tả, phải miêu tả một cái người phụ nữ độc lập? Nếu mà bạn là một người trong thế giới thời trang thì bạn sẽ biết được nhãn hiệu Chanel. Mọi bộ sưu tập của Chanel luôn hướng tới hình ảnh của một phụ nữ độc lập, một gọi là independent woman, nghĩa là cái hình ảnh của người phụ nữ nó có sự khỏe mạnh trong đấy, vẫn có sự nữ tính. Thế nào là một người phụ nữ độc lập qua ăn mặc thì bạn nhìn thấy nhá. Ví dụ mặc những chiếc áo vai ngang ra một chút để chứng minh là tôi là một người quyền lực. Bạn biết trong thời trang thì điểm nhấn
của quyền lực là rơi vào đôi vai. Đôi vai. Vai thiết kế càng rộng thì càng chứng minh tôi là người có quyền lực. Tiếp đến là bạn có thể nhìn thấy những cái dáng váy hoặc là những dáng quần nó không quá lề xòe lụng thụng mà nó sẽ hơi đơn giản hơn một chút và đơn giản, không nhiều chi tiết cầu kỳ. Màu sắc họ có thể lựa chọn theo tính cách của họ, một là những màu gọi là vô thưởng vô phạt, hai là những màu cực kỳ mạnh để chứng minh cá tính. Tôi thấy cô gái ngồi cạnh mình rất là rõ hình ảnh. Anh ngồi anh tả một hồi tôi bảo ô thì sao cô bên cạnh anh tả một hồi là thấy ra hình ảnh em. Nhưng mà cái cô này thì tôi nghĩ là cô vẫn có một cái sự nữ tính, vẫn có cái sự yếu đuối của phụ nữ, nhưng đấy là cái vẻ ngoài thôi, bên trong tôi nghĩ là một cái tiềm tàng rất là mạnh mẽ. Và cái phong cách thời trang của chị thì sao? Mình không nói được quan điểm của người khác, nhưng mình đang nói cái quan điểm của mình là mình luôn chọn những cái trang phục đơn giản để cái tính năng động nó được nhiều hơn. Tại vì mình là cái người di chuyển rất là nhiều, mình ít khi nào mặc váy mà nó lè xòe như bánh bèo hay là công chúa lắm. Tại vì mình mặc vào mình thấy nó không có mình ở trong đấy. Luôn luôn là nó những cái trang phục nó hơi cứng, nhưng mà nhìn vào mình vẫn thấy hình bóng đâu đó là một cái người phụ nữ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn yêu đời và luôn luôn cứng cỏi. Cái mà chị vừa nói thì tôi liên tưởng ngay đến một cái xu hướng thời trang mà được rất nhiều ngôi sao sử dụng, đấy là menswear, đúng không anh Hiếu Anh? Anh có thể chia sẻ nhiều thêm về phong cách này được không ạ? Thực ra menswear là một cái hình minh chứng rõ nhất về người phụ nữ khi mà muốn chứng minh mình là bình đẳng với nam giới, họ mặc như nam giới mà thôi. Và menswear thì đơn giản không phải là bạn mặc quần áo con trai, mà cách mặc menswear đấy là chúng ta hãy bỏ buông tất cả những cái eo ra để số đo 3 vòng gần như phẳng thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là đàn ông, đúng không ạ? Không còn định kiến về vòng 2, vòng 3, đúng không? Rất là thoải mái. Bạn cứ để ý khi mà ai quan tâm đến vòng 1, 2, 3 thì nghĩa là họ đang quan tâm đến sự nữ tính của mình. Người phụ nữ nữ tính nhất khi bạn nhìn rõ 3 vòng, đúng không ạ? Còn khi mà tất cả các thứ nó trộn vào là một thì hoàn toàn nó mang lại một sự khỏe mạnh và nam tính. Ngoài ra còn có những cái xu hướng để mang giúp cho người phụ nữ trong khỏe khoắn năng động hơn, ví dụ như là trào lưu mặc sportswear, là những cái đồ thể thao một chút, khỏe mạnh một chút. Ở trên có thể mặc những cái váy rất là điệu nhưng mà ở dưới lại đi giày sneaker. Khi mà chúng ta cùng nghe, lắng nghe những chia sẻ của chị Thụy Hiền thì chắc hẳn là quý vị khán giả cũng rất là tò mò, không biết là cuộc sống của một người phụ nữ độc lập mà nhiều tham vọng như này thì sẽ như thế nào. Hãy cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi theo chân của chị Thụy Hiền ngày làm việc. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng. Tôi dậy, tôi tập yoga nhẹ rồi xuống chuẩn bị cho thằng bé nhóc con đến trường. Sau khi đưa con đến trường thì tôi đến spa để làm việc. Công việc mà tôi check hàng ngày là ngồi để xem các đơn hàng của đại lý và các spa họ đặt, kiểm tra những cái kế toán thu chi trong ngày. Sau đó thì theo lịch hẹn của khách, tôi kiểm tra da cho khách, tôi ra phát đồ, tính toán phát đồ và giao cho nhân viên quản lý để họ theo dõi những cái trường hợp điều trị da cho khách hàng của mình. Buổi trưa nếu mà thường không có khách thì tôi về nhà, tôi nghỉ ngơi một tí, ăn trưa cùng mẹ của tôi. 2 giờ tôi quay trở lại công việc, gặp gỡ đối tác hoặc là hẹn với những cái khách hàng, gặp gỡ với các cộng sự của tôi. Còn 6 giờ trở về nhà ăn tối cùng mẹ, cùng các con và gia đình, giải quyết một số việc cho đối tác bên Mỹ. Vì bên Mỹ giờ ban đêm thì nó là đang là giờ ban ngày. Tới khoảng 11 giờ thì tôi off máy điện thoại, tôi đi ngủ. Cái sở thích cá nhân của mình ấy, nó đặt hết 80% vào công việc rồi. Mình bị đam mê cái công việc nó cuốn vào. Cho nên nếu cho mình làm việc thì mình vui. Nhất là trong những cái mùa mà kinh tế khó khăn như thế này, mình càng phải tập trung nhiều hơn để giúp cho mọi người được tốt hơn, cho công việc cũng như cho ổn định cái thu nhập để cho các bạn nhân viên yên tâm với mình. Đối với tôi về lĩnh vực thời trang, những cái bộ cánh mà càng đơn giản, nó càng nhẹ nhàng, nó làm cho mình cảm giác thoải mái nhất. Tôi là cái người thuộc thiên hướng về cổ điển, hơi cổ điển một tí cho nên rất thích lụa. Tại vì khi cái chất lụa lên người mình ấy, một cái áo đầm mà bằng lụa thì mặc vào nó rất là sang trọng. Tuổi thì cũng chưa lớn đâu, nhưng mà lại mê cái phong cách ngọc trai vì ở trong đó nó chứa đựng cái sự đơn giản, tinh tế nhưng mà rất là sang trọng. Tôi là người thích các nhà thiết kế Việt Nam hơn là chuộng một cái sản phẩm từ nước ngoài. Khi mình ủng hộ đồ Việt Nam thì mình đóng góp một cái phần công sức cho cái làng thời trang ở nước nhà. Thời trang thì nó vô vàn và mỗi người một tính cách khác nhau. Bạn hãy lựa chọn cho mình những cái gì mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, tự tin nhất. Có thể không phải là món đồ hiệu đắt tiền đâu. Nó cho bạn cái sự thoải mái, sự tự tin, một cái sắc màu vui tươi trong cuộc sống.
thì đó là bạn đã lựa chọn mà cảm thấy hạnh phúc rồi. Khi mà theo dõi cái đoạn phóng sự về một ngày làm việc thì thực sự em rất là khâm phục chị, vì có thể làm được quá nhiều việc. Đặc biệt là khi mà em xem thì em cũng có một suy nghĩ là tại vì chị thì có một cái ngoại hình này, có một cái nền tảng rất là tốt rồi thì có thể phát triển nhiều như thế. Nhưng mà mình có thể quay trở lại một chút là trước đấy khi mà mình khó khăn ấy, thì mình làm thế nào để có thể vượt qua để mình có thể đạt được cái thành công như thế ạ? Thực ra nói ngoại hình thì nếu mà kể tới cái thời gian ngày xưa thì mình xấu. Vừa đen vừa gầy. Tại vì suốt ngày đi lang thang ngoài đường, đi bán vé số bán báo mà. Cho nên để tìm được cái lớp học cho mình nó cũng khó. Thì quay vào thì mình xin học bổ túc. Rồi từ đấy bắt đầu nó chuyển qua một cái công việc rất là hay, đó là thời trang. Cũng có thời gian mình đi bán quần áo thời trang cho một cái cửa hàng ở quận nhất. Được học nhiều thứ về thời trang. Để chọn một cái công việc gì với Hiền, Hiền cũng đều cố gắng hết mình để học hỏi. Học ở những cái người chủ, học ở những người khách hàng, học ở khắp nơi để làm gì? Để cóp nhặt cho mình một cái kiến thức mà làm cái công việc nào mình cũng làm tốt. Sau bán hàng thời trang thì bắt đầu mình chuyển qua làm đẹp. Nó cũng có cơ duyên đi từ cái công việc này sang cái công việc khác. Nghĩa lúc đấy mình đã tích lũy được một thời gian và để có một cái kinh nghiệm cũng như là một cái khoản tiền để xây dựng từ một cái spa nhỏ đúng không ạ? Không. Thời gian đó mình đi làm công. Mình đi làm công tức là mình đi làm lễ tân cho một cái thẩm mỹ viện cũng ở quận 1 luôn. Thì đầu tiên thì vào thì lễ tân thì là gì? Cuối cùng là cũng bán mỹ phẩm. Cô chủ mới cho đi học. Học bán mỹ phẩm thì hồi đó các hãng ở Hàn Quốc họ mới vào Việt Nam. Mình lại được tham gia những cái lớp đào tạo của họ. Để làm gì? Để về là cô chủ làm đại lý mà. Thì bán hàng giỏi thì cân nhắc lên làm quản lý. Quản lý phòng chăm sóc da và điều trị da. Tức là cái nghiệp thời trang và cái nghiệp làm đẹp nó cũng đi theo mình từ đó. Đấy là một cái bài học và một câu chuyện truyền cảm hứng về việc là luôn cố gắng học từ khắp mọi nơi, học từ mọi thứ. Thực ra đối với mình, nhìn ra thế giới cũng như ở Việt Nam, có nhiều người phụ nữ đáng để mình học hỏi, rất là đáng. Vì người ta quá giỏi. Nhưng mà có nhiều người giỏi là do nền tảng của người ta tốt, người ta có cái bệ phóng, người ta có điều kiện. Nhưng đối với mình, cái hình ảnh mà ảnh hưởng đối với Hiền nhiều nhất, đó là mẹ. Là do mẹ mình cũng đã tự lập. Mẹ tự lập, mẹ độc lập trong suy nghĩ, độc lập cho công việc. Để làm gì? Để giúp cho con mình có một cái cuộc sống ổn định hơn. Nhưng mà vì cái tư duy của Hiền là cái đứa học được mẹ nhiều, cho nên là không dựa dẫm vào mẹ. Và mình muốn mình đi một mình. Khi mà chị vừa nhắc đến là người phụ nữ độc lập và chị có bắt đầu từ với thời trang, thì tôi cũng muốn hỏi nhiều anh là đối với những người phụ nữ độc lập và thời trang thì nó có sự liên hệ và có sự liên kết gì ạ? Tôi nghĩ người phụ nữ thì luôn luôn gắn với chữ thời trang làm đẹp. Bởi vì thời trang và làm đẹp giúp họ những thứ đầu tiên là thỏa mãn về việc yêu bản thân mình đã, làm đẹp cho họ, làm đẹp cho đời, làm đẹp trong mắt người khác. Nhưng tất cả những thứ đó đều dựa vào một cái tâm lý để giúp họ trở nên tự tin hơn. Khi bạn có sự tự tin thì bạn làm được mọi thứ. Và tôi nghĩ công việc của chị Hiền là khi mà làm về một cái chuỗi làm đẹp thì vô tình đã tiếp thêm năng lượng cho những người phụ nữ có thể trở nên độc lập hơn. Họ đang cảm thấy ví dụ như là stress vì công việc, áp lực vì công việc, áp lực vì cuộc sống, thì chỉ cần một cái liệu trình làm đẹp thì cũng có thể giúp họ có thêm năng lượng, có thêm sự tự tin để sống gọi là vững chãi hơn. Vững chãi hơn. Và chúng ta cũng có thể liệt kê ra một trong những cái gọi là ưu điểm của việc độc lập đúng không ạ? Theo anh Hiếu Anh có thể chia sẻ nhiều hơn. Đầu tiên thì mình nhìn thấy là một người phụ nữ độc lập là tha hồ quyết định cuộc sống của mình, sở thích của mình, không phải lo lắng đến ai cả. Thậm chí là sống hoàn toàn ích kỷ đều được. Thứ hai, người độc lập thì sẽ sống trong cái không gian mình muốn, không bị ảnh hưởng bởi anh A, anh B đúng không? Không phải follow một cái gu của ai khác mà không hãy phải sống là hôm nay anh ăn gì. Đúng. Thì tôi nghĩ đấy là cái được. Cái dạ. Được nữa là được quyền làm bất cứ điều gì mình thích. Ví dụ sáng mình thích đi du lịch mình tự lái đi thôi, đúng không? Chiều mình muốn đi gặp ai đó thoải mái đi, chả phải xin phép ai. Công việc có bận từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm cũng không bị ảnh hưởng, đúng không? Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng một người phụ nữ độc lập được thì họ sẽ có một cái cách để họ tự vận hành gia đình theo cách của họ, quản lý theo cách của họ. Mà không biết chị Hiền thì sao? Chị có thể chia sẻ với quý khán giả được không ạ? Cuộc sống độc lập nó mang lại cho mình nhiều nhất, đó là mình không bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác. Mình tự do về tài chính. Ví dụ như mình thích một cái áo đầm đẹp, mình có thể móc túi mua ra ngay, không cần hỏi ai.
trong những cái quá trình mà làm đẹp cho khách hàng, có những cái chị khách hàng như chẳng hạn chia sẻ với tôi là nhờ chị em lấy lại tự tin em mới dám chụp hình với chồng em, chứ ngày xưa cái mặt em nó nám như vậy làm sao em dám chụp hình. Tức là đến độ chụp một cái tấm hình với gia đình mà người ta còn né, người ta không happy với cái chuyện là tự tin mà người ta đang là tự ti. Thì cái công việc cũng như là cái sống của Hiền, nó vui là giờ mình biết mình sẽ mang lại cái điều hạnh phúc cho phụ nữ, mình mang lại cho người ta cái động lực vui hơn, và từ đó người ta cũng nhìn vào mình, người ta sống hạnh phúc hơn. Và bây giờ thì không biết là hai anh chị có thể chia sẻ với những người phụ nữ của chương trình Let's Style nào có phong cách những điều gì ạ? Tôi chỉ nghĩ rằng là phụ nữ độc lập nó là một loại phong cách đi. Chúng ta đừng cho rằng là nhìn vào hoàn cảnh của ai đó và nói họ là độc lập. Hãy cho rằng đây là một phong cách. Phong cách này bạn có thể hướng theo về mặt hình ảnh, hoặc là bạn có thể hướng theo về mặt nội dung đều được. Một người phụ nữ độc lập, có thể bạn vẫn có gia đình mà, nhưng mà bạn độc lập trong kinh tế, bạn độc lập trong mọi thứ. Nó chỉ làm giúp người phụ nữ vững vàng hơn thôi, không phải sống dựa vào ai. Đấy là cái suy nghĩ của tôi. Và lời khuyên là gì? Là nếu bạn thích độc lập thì độc lập đi. Còn chị Diệu Hiền thì sao ạ? Còn đối với Hiền thì đã là phụ nữ thì mình luôn có cái khát khao của mình. Mình luôn có những cái hoài bão, những cái ước mơ. Thì bạn hãy yêu bản thân mình và thực hiện nó đi. Cái đó nó mang lại cho bạn hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, và thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là với mỗi một người phụ nữ, khi mà lựa chọn sự độc lập để giúp cho chúng ta trở nên tự chủ hơn, hạnh phúc hơn và nhiều niềm vui hơn nữa. Cảm ơn hai khách mời với những chia sẻ vô cùng thú vị cùng với Nào Cùng Phong Cách ngày hôm nay. Còn quý vị khán giả, ngay bây giờ hãy cùng đến với phần cuối của chương trình Nào Cùng Di Chuyển. Let's go!